Chào tất cả các bạn, hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại phòng sinh thường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Dạ vâng ạ, khoa phụ sản của chúng tôi đã tiếp nhận một sản phụ, đó là chị Mai Thị Ngoan. Chị Ngoan thì hiện đang mang thai ở tuần thứ 37 và nhập viện trong tình trạng là bị vỡ ối. Trên thực tế thăm khám thì ngày dự sinh của chị Ngoan còn khoảng 1 tháng nữa. Tuy nhiên là do có dấu hiệu vỡ ối nên là chị Ngoan đã được gia đình cho nhập viện. Và người trực tiếp thực hiện theo dõi cũng như là hỗ trợ cho chị Ngoan của chúng ta ngày hôm nay thì đó là bác sĩ William. Dạ vâng ạ, ngay lúc này thì là bác sĩ William đang thực hiện điều chỉnh lại cái tư thế nằm cho chị Ngoan để quá trình thăm khám cũng như sinh nở của chị Ngoan có thể diễn ra thuận lợi nhất ạ. Dạ vâng ạ, thưa các bạn, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì bác sĩ William là một trong những bác sĩ được khá là nhiều mẹ bầu yêu thích cũng như là lựa chọn là bác sĩ đỡ đẻ của mình, bởi bác sĩ là một trong số những bác sĩ rất là vui vẻ và hài hước. Khi mà nằm trong phòng sinh thì chắc hẳn là mẹ bầu nào cũng thấy có một chút lo lắng. Do đó là trong quá trình chuyển dạ thì bác sĩ sẽ luôn tiến hành chăm sóc cũng như là theo dõi cho mẹ bầu. Không chỉ có vậy, bác sĩ cũng sẽ hỏi chuyện cũng như là hỏi thăm để sản phụ có thể cảm thấy thoải mái, tự tin hơn để quên hết mọi lo lắng, chuẩn bị bước vào cuộc chuyển dạ của mình ạ. Không khí trong phòng sinh của chúng ta thì thường là sẽ rất là vui vẻ, thế nên là các mẹ hãy cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Dạ vâng ạ, hiện nay thì bác sĩ William đang thực hiện thăm khám cũng như là kiểm tra lại những cái chỉ số cho chị Ngoan cũng như là thai nhi đấy ạ. Chị Ngoan thì đã bắt đầu xuất hiện nhiều cơn co hơn rồi. Qua thăm khám cũng như kiểm tra thì bác sĩ William cũng đã cho biết là dù chị Ngoan đã vỡ ối và cái ngày dự sinh thì đã sớm hơn 1 tháng, tuy nhiên là cả chị và em bé đều sẵn sàng vượt cạn rồi, bởi vì tất cả các chỉ số của chúng ta đều là chỉ số an toàn ạ. Hiện nay thì tử cung của chị Ngoan cũng đã mở được khoảng 5-6 phân rồi và có lẽ sẽ chỉ một ít phút nữa thôi thì em bé sẽ chào đời thôi ạ. Dạ vâng ạ, nữ hộ sinh của chúng ta thì đang tiến hành cập nhiệt độ cho chị Ngoan ạ. Tất cả những cái kiểm tra này thì đều được kiểm tra để khẳng định là tất cả các chỉ số đều nằm trong chỉ số an toàn các bạn nhé. Dạ vâng ạ, một điều đặc biệt nữa đó là do sinh sớm nên là vợ chồng chị Ngoan vẫn chưa kịp đặt tên cho con gái đầu lòng của mình. Và khi vào tới phòng sinh thì chị Ngoan mới quyết định đặt tên con ạ. Và chị Ngoan đã quyết định là đặt tên em bé là Nguyễn Mai Chi. Đây quả là một cái tên rất đẹp đúng không các bạn? Dạ vâng ạ, và đây là vòng tên của hai mẹ con chị Ngoan. Và vòng tên này một lát nữa thôi sẽ được các nữ hộ sinh của chúng ta đeo vào tay của mẹ và bé. Dạ vâng ạ, và bây giờ bác sĩ của chúng ta đang chuẩn bị thực hiện việc cắm ống kim để truyền dịch cho chị Ngoan đấy ạ. Dạ vâng, và hiện nay thì chị Ngoan đã xuất hiện nhiều cơn co hơn rồi đấy ạ.
Dạ vâng ạ, và bây giờ thì bác sĩ William cũng đã bắt đầu chuẩn bị hoàn tất cái trang phục của mình để chuẩn bị giúp chị Ngoan sinh em bé rồi đấy ạ. Trong suốt quá trình mà sinh em bé thì các bác sĩ cũng như là điều dưỡng của chúng tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các mẹ cách thở và cách dặn sao cho quá trình sinh nở diễn ra nhanh nhất. Và do đó là dù có sinh con lần đầu tiên đi chăng nữa thì các mẹ cũng không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Dạ vâng ạ, hiện nay thì bác sĩ đang hướng dẫn để chị Ngoan có thể dặn đẻ một cách hiệu quả nhất ạ. Và bây giờ thì chị Ngoan đang uống một chút nước và nghỉ giữ sức một chút để thực hiện cái lần dặn đẻ cuối cùng theo như hướng dẫn của bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, chắc em bé sắp chào đời rồi ạ. Dạ vâng, thưa các bạn, em bé đã chào đời rồi ạ. Xin chúc mừng chị Ngoan cũng như là gia đình chị Ngoan nhé. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì sau khi mà em bé được sinh xong, em bé và mẹ sẽ được thực hiện phương pháp da kề da ngay ạ. Vâng, phương pháp da kề da là phương pháp rất là phổ biến hiện nay và phương pháp này mang lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé đấy ạ. Sau khi mà được thực hiện da kề da thì mẹ và bé sẽ được gắn kết với nhau hơn và được là người đầu tiên ôm ấp con khi mà con yêu chào đời thì chắc chắn là một cảm giác vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc, đúng không ạ? Trộm vía em bé rất là nghiêu ạ. Vâng, trong khi mà mẹ đang được da kề da với em bé thì bác sẽ tiếp tục thực hiện vệ sinh cũng như là khâu thẩm mỹ tầng sinh môn cho chị Ngoan đấy ạ. Dạ vâng ạ, và bây giờ thì mọi cái thủ tục chăm sóc cho mẹ đã hoàn thành rồi.
À, bác sĩ đang an ủi và động viên chị Ngoan. Bỏ mất đi rồi. Bác sĩ đang muốn selfie với mẹ con chị Ngoan nữa đấy ạ. À, các bạn có thấy bác sĩ của chúng ta đáng yêu và dễ thương không ạ? À, những hình ảnh này chắc chắn là sẽ là những hình ảnh vô cùng đặc biệt và quý giá đối với chị Ngoan cũng như là gia đình đấy ạ. I hope she's just eyes, open eyes, and remember the last picture. Let's see. Which one? The last picture. Ah. Rất là dễ thương đúng không ạ? Dạ vâng, thưa các bạn, và bây giờ em bé của chúng ta sẽ được các nữ hộ sinh của chúng tôi chăm sóc bây giờ ạ. Dạ vâng, em bé sẽ được đóng bỉm vào mặt của nó cũng như là được ủ bằng chăn ủ ạ. Hỏi mẹ là đặt tên con là gì, mẹ và mẹ chả biết, tôi bảo đặt hẳn đi. Cô ấy hỏi hộ cháu luôn cái địa chỉ của chị nữa. Em bé của chúng ta rất là dễ thương đúng không ạ? Dạ vâng ạ, và bây giờ em bé sẽ được cân đo. Chúng ta hãy cùng theo dõi xem bé nặng bao nhiêu cân nhé. À, vâng, em bé của chúng ta có cân nặng khoảng 2 cân chín các bạn ạ. À, tuy là sinh sống khoảng 1 tháng nhưng mà cân nặng của em bé khi sinh ra vẫn nằm trong mức an toàn và không hề có bất kỳ vấn đề nào bất thường với sức khỏe các bạn nhé. À, dạ vâng ạ, và bây giờ chúng ta hãy cùng ra gặp chồng của chị Ngoan và thông báo tin vui này cho chồng chị Ngoan biết nhé. À, dạ vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta hãy theo chân chồng chị Ngoan và gặp em bé để xem tình hình của em bé và chị Ngoan bây giờ như thế nào nhé.
Dạ vâng, chắc chắn thì chồng chị Ngoan bây giờ đang cảm thấy rất là vui, hạnh phúc, cũng đúng như là cái cảm xúc mà lúc nãy anh đã chia sẻ ạ. Vâng, các mẹ ơi, sau khi mà sinh xong thì mẹ và bé sẽ được chuyển về phòng sau sinh để chăm sóc nhé. Các mẹ thân mến, dù là sinh con lần đầu hay là chưa biết cách cho con bú như thế nào thì các mẹ cũng không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Bởi vì là các nữ hộ sinh của chúng tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ mẹ cho bé bú sớm nhất ngay sau sinh đấy ạ. Vâng, và việc này thì sẽ giúp cho sữa mẹ sẽ về nhanh và sớm hơn. Do đó là các mẹ nên cố gắng cho bé bú sớm và liên tục ngay sau sinh nhé. Dạ vâng ạ, thưa các bạn, hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đang dành tặng ưu đãi giảm giá 30% cho mẹ khi đăng ký thai sản và sinh con trọn gói trong tháng 7. Mẹ và bé sẽ được hưởng chọn các dịch vụ tiện ích và cao cấp như là thăm khám và đỡ đẻ, mổ đẻ với bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trong nước cũng như quốc tế, được hỗ trợ cơ sở vật chất tiên tiến, không gian tiện nghi, phương pháp sinh hiện đại. Đặc biệt là mẹ sẽ không cần phải mang bất cứ vật dụng nào khi đi sinh. Mẹ và bé cũng sẽ được chăm sóc đặc biệt 24/24 trong suốt thời gian lưu viện các mẹ nhé. Và không chỉ có vậy đâu ạ, các mẹ còn được miễn phí lớp học tiền sản, miễn phí tắm bé cũng như là massage thon gọn cho mẹ tại nhà, massage bầu, sàng lọc cho bé trước và sau sinh, lưu trữ máu cuống rốn và màng dây rốn đấy ạ. Vậy các mẹ hãy nhanh chóng liên hệ tới số điện thoại 1900 55 8896 để được tư vấn và đăng ký dịch vụ nhé. Rất nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị đang chờ đợi các mẹ đấy ạ. Dạ vâng ạ, vậy xin chào tạm biệt cũng như là hẹn gặp lại các mẹ trong những livestream sắp tới nhé.